đây là Hà. Bây giờ mình đi đọc á. Bài 4. Y phở íp u phở úc. Y phở íp u phở úc. Y phở íp u phở úc. Nhờ íp íp nặng nghiệp. Bắt nghiệp. À, bạn này đang bắt nghiệp. Bắt nghiệp giúp bạn. À, giúp bạn làm gì? Giúp bạn đeo cặp. À, giúp bạn đeo cặp. Chữ này. Giúp 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 bạn. À, qua đây. Cái gì đây? Cờ úc cúc sắc cúc và ăn vai liền vàng cúc vàng. Cúc vàng. Bờ. Im mà im. Bờ im biên sắc biếm. Huyền. Huyền biềm. Bờ y phở íp. Bờ íp íp nặng biệt. Biềm biệt. À, đây là con biềm biệt. Ở đây. Mờ úc múc sắc múc. Mờ íp mít sắc íp múc mít. À, con heo này nó múc mít nè. Nó tròn ấy. Ở đây là gì? Bờ úc múc sắc múc. Sờ em sang bút sen. Rồi đọc chữ trơn nào. Cúc vàng điềm điệp múc mít bút sen. Rồi sang đoạn văn. Đọc đoạn văn. Chú hè đất cửa lớp. Đọc lớn chút nào. Lớp em có một chú heo đất béo múc miếp mới về lớp ba tháng. Chú đã nặng trịch. Cô giáo giúp lớp đập heo góp cho phong trào trao góp học tập cả giúp bạn học tốt. Rồi cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài con heo đất vui nhổ. Ừ. Chú heo đất của lớp. Lớp em có một chú heo đất béo múp míp mới về lớp 3 tháng. Chú đã nặng trịch. Cô giáo giúp lớp đập heo góp cho phong trào trao góp học tập giúp bạn học tốt. Rồi cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài con heo đất vui nhộn. Mình sang bài mấy đây? Bài 5 ôm tập và kể chuyện. Rồi đây vần gì? Áp. Áp. Úp. Úp. Ô phở. Ô phở úp. Ô phở úp. Up, 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 up. Rồi đọc lại. Up, 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 up. Đọc lớn lên. Up. Íp úp. Íp úp. Rồi đọc bài thơ. Lớp em. Phòng học lớp em gọn gàng ngăn nắp. Hộp bút sắp đặt sắp xếp đúng nơi. Lớp của chúng em gọn gàng. Ngân nga giọng đọc các em các bé các bạn cùng học đọc đàng hoàng múa hát
Đờ ua đua. Đùa chơi. Đùa chơi. Đùa chơi. Lớp em thật vui. Thầy cô khen ngợi Minh Châu. Rồi đọc lại. Lớp em. Lớp em. Phòng học lớp em. Phòng học lớp em. Gọn gàng ngăn nắp. Gọn gàng ngăn nắp. Hộp bút sách cặp. Hộp bút sách cặp. Sắp xếp đúng nơi. Sắp xếp đúng nơi. Lớp của chúng em. Lớp của chúng em. Ngân nga giọng đọc. Ngân nga giọng đọc. Các bạn cùng học. Các bạn cùng học. Múa hát đùa chơi. Múa hát đùa chơi. Lớp em thật vui. Thầy cô khen ngợi Minh Châu. Tác giả Minh Châu. Rồi câu hỏi nè. Phòng học của các bạn nhỏ như thế nào? Như thế nào đây? Phòng học lớp em gọn gàng, ngăn nắp, hộp bút, sách cặp, sắp xếp đúng nơi. Câu 2. Nói những điều em thích về lớp em. Em thích cái gì? Các bạn cùng học, múa hát, đùa chơi. À, câu hỏi người ta nói là nói những điều lớp em. Nói những điều em thích về lớp em. Lớp em sao? Thầy lớp em. Lớp em thật vui. Thầy cô khen ngợi. Các bạn phải ngoan thì thầy cô mới làm gì? Khen ngợi. Mới khen. Sang kể chuyện. Bạn cùng lớp. À, bức tranh số 1. Trên cây là con gì đây? Con gà. Dưới đây? Vịt. À, con vịt. Rồi đọc câu hỏi. Gà làm gì khi gặp nào? Gặp con gì đây? Con cáo. À, con gà nó gặp gì khi gặp cáo? Con gà nó bay đi đâu rồi? Nó bay lên trên cây rồi. À, con vịt có bay được không? Đâu bay được đâu. À, con vịt không bay được cho nên nó. Nhưng mà con vịt biết, nhưng con vịt không biết bơi luôn rồi. Con vịt biết bơi không? Biết chứ. Biết. Như biết. Vậy lúc này là gặp cáo là con vịt sợ không? Sợ. Con gà sợ không? Không. Sợ cho nên nó mới bay đi đâu? Nó bay lên cây. Rồi bức tranh số 2 là sao? Vịt làm cách nào để không bị cáo ăn thịt? À, vịt nó đã làm cái gì? Sợ hãi. Con vịt làm gì không biết? Con vịt nó đã giả chết. Con vịt nó đã giả chết nè. Con cáo nó tới nó ngửi ngửi. Con vịt nó giả chết nè. Rồi bức tranh số 3 là sao? Dạ, khi mà con cáo nó biết con vịt nó chết thì nó làm sao? Nó đi mất tiêu rồi. Rồi sang đây. Chuyện gì xảy ra với gà? À, con gà nó đã bị gì? Bị ngập nước rồi. À, nó bị rơi xuống dưới gào. Rồi nó kêu làm sao? Cứu, cứu. Đừng sợ. À, vịt đừng sợ. Con vịt nó kêu là gì? Gà đừng có sợ đó. Rồi gà nói làm sao? Gà nói là gà. Gà nói gì với vịt? Vịt đây. Gà xấu hổ không? Gà nói xin lỗi. Xin lỗi bạn vì đã sao bỏ rơi bạn khi gặp khó khăn. Chủ đề 15. Sinh nhật. Bài 1. Anh em kinh. A nhờ anh. A nhờ anh. E nhờ em. Y nhờ in. Anh em in. Bà ăn bánh. Sách bánh. Bánh kem. À, đây là bánh kem. Rồi, hai bạn này đang chơi gì? Bập bên đây bình là, à, đây là cái bình để cắm hoa. Rồi bạn này đang làm gì? Chụp ảnh. Rồi đây. Công kênh. Công kênh.
Gia đình. À, gia đình. Gia đình gồm có ai đây? Ba mẹ, em bé, chị. Đây. Đọc đoạn văn. Mừng sinh nhật ở lớp. Mừng sinh nhật ở lớp. Ngày đầu mỗi tháng trong năm học, cô và lớp tổ chức mừng sinh nhật nhóm. Thì mừng sinh nhật mừng sinh nhật nhóm thì bày quà bánh, nhóm thì trang trí bảng các bảng sinh nhật trong tháng đều có quà, cả lớp ăn bánh và chụp ảnh rất vui. Rồi câu hỏi. Câu hỏi. Lớp tổ chức sinh nhật cho các bạn vào ngày nào của tháng? Là ngày đầu mỗi tháng trong năm học. Rồi, ok. Tức là vào những ngày đầu của tháng. Ví dụ như ngày thứ hai đó rơi vào mùng 3 thì là ngày đầu của tháng. Ngày đầu của tháng có thể nó dao động từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 hoặc mùng 9, mùng 8 vậy đó.